Vâng, Thanh lời đầu tiên gửi tới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới khách hàng yêu quý cả nước. Một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngay sau đây thì Thanh sẽ có những báo giá bên dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Bên Thanh chuyên mua bán đổi các những ô tô cũ đã qua sử dụng và có hoa hồng cho người giới thiệu. Các bạn biết thông tin xe ở đâu đang bán, hoặc là bạn có nhu cầu của anh em bạn bè mà muốn mua xe thì hãy địa điện ngay ở Thanh để có hoa hồng đẹp cho những người giới thiệu thành công. Và ngay sau đây thì Thanh sẽ giới thiệu bên những dòng xe bên mình bán xe. Điều đầu tiên, mua xe thì ai cũng đặt ra câu hỏi mua xe ở đâu chất lượng tốt, mua xe ở đâu đảm bảo uy tín và được bảo hành. Thì đó là địa chỉ tại Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, thành phố Hà Nội. Zalo là 0362898989, điện thoại 0915576688. Đưa đến tận tay người tiêu dùng những chiếc xe chất lượng cao, chỉ bán xe chất lượng cao và cam kết luôn không đâm va gặp nước. Nếu sai, hoàn đủ 100% tiền cho khách hàng và tặng ngay khách hàng 20 triệu đồng để cho khách hàng ra về vui vẻ. Và giới thiệu đầu tiên với các bạn một chiếc xe đầu tiên, một phân khúc. Chiếc xe đầu tiên đó là một chiếc xe Y10 sedan phiên bản số sàn, sản xuất 2017, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ đất nước Ấn Độ và có mặt tại thị trường Việt Nam. Cái phân khúc bình dân vừa ngon bổ rẻ mà lại chất lượng cao và đi tốn ít nhiên liệu với bản 1.2 thì chả đáng bao nhiêu tiền xăng cả. Nó chỉ tương đương với nội thị thì tầm khoảng 4 lít 9, 5 lít, và ngoài đô thị thì nó tương đương tầm khoảng 6 lít, và đi đường trường thì là thấp nhất, đi đường trường thì nó rơi vào tầm khoảng 5 lít và nội thị thì tầm hơn 6 lít. Một chiếc xe phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc đến từ đất nước Ấn Độ, có mặt tại thị trường Việt Nam và hiện tại được người thị trường Việt Nam ưa chuộng và tin dùng bấy lâu nay. Bởi vì là tất cả các chức năng và tính năng của chiếc xe nó một cái ưu điểm, đó là tiết kiệm nhiên liệu và giá thành chi phí với cái mức ngưỡng tiền rất chi là bình dân. Sản xuất 2017 bản 1.2 phiên bản số sàn màu trắng ngọc trinh. Mời các bạn đi theo quanh xe. Đã có la răng đúc, màn hình Android. Mời các bạn đi sâu vào nội thất, phần bên trong nội thất thì rất chi là mới luôn, bọc dưới cái da cao cấp, loại ghế da xịn. Đã có màn hình Android, cam lùi trên gương. Các bạn, chiếc kia là chiếc cam lùi trên gương. Và nội thất sơn si bên trong còn rất chi là sạch đẹp, không một vết xước, vết bẩn. Gia chủ đi giữ gìn cẩn thận. Tư nhân, tên tư nhân chính chủ Hà Nội, đi với có 5 vạn thôi. Một chiếc xe bao zin bao đẹp. Keo chỉ zin 100%, máy móc zin 100%. Và bảo hành cho chất lượng cho khách hàng là 1 năm. Nếu sai hoàn đủ lại 100% tiền và tặng ngay khách hàng thêm 20 triệu đồng ra về. Chiếc xe này Thanh đang được chào bán, báo giá cho khách hàng với giá là 290 triệu đồng. Xem xe vẫn còn có lui bớt thương lượng. Ngoài ra Thanh có hỗ trợ trả góp. Chỉ cần có 100 triệu đồng là đã mua được chiếc xe trên, thủ tục nhanh gọn, chỉ có trong vòng 72 giờ là đã làm hoàn tất cho khách hàng yêu. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe phiên bản hatchback. Đó là bản một đầu màu đỏ, cực kỳ là đẹp luôn. Sản xuất 2018 bản 1.2, bản đủ full kịch đồ số sàn. Và cái ưu điểm của phiên bản 2018 này thì có vượt trội hơn về kiểu dáng. Đó là phần mặt lạ đằng trước đã thiết kế thành hình lục giác, có tạo thêm điểm nhấn cho xe. Phiên bản mới là phiên bản 2018 có vượt trội hơn so với 2016. Và có biểu tượng của chữ Hyundai ở đây. Chiếc xe này đang hiện giờ, cái dòng Hyundai này đang hot nhất thị trường tại Việt Nam. Bởi vì chiếc xe này rất tiết kiệm nhiên liệu. Bản đủ full kịch đồ, đã có xi nhan trên gương, là răng đúc. Mời khách hàng nhìn theo, ngắm theo nội thất bên trong. Nội thất bên trong còn rất chi là đẹp luôn. Cửa bấm bằng vân tay, vô lăng tích hợp, màn hình cam lùi Android, sơn si sạch đẹp và nội thất không có một vết xước, vết bẩn. Gia chủ giữ gìn cẩn thận. Chiếc xe này order có 3 vạn thôi. Bản hatchback rất chi là gọn gàng cho những phân khúc các bạn đi trong phố hoặc ngoài đô thị cũng vẫn ok. Với kiểu dáng thiết kế rất chi là linh hoạt, đẹp và sang chảnh. Với giá tiền hợp lý, chỉ với giá 325 triệu đồng là khách hàng đã sở hữu được chiếc xe trên. Năm mới Thanh Thanh có lì xì và lui bớt gia lộc cho khách hàng yêu ra về. Ngoài ra có hỗ trợ trả góp ngân hàng, khách hàng chỉ cần có 100 triệu đồng là đã mua được chiếc xe trên, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập gì cả. Chỉ cần có chứng minh thư và hộ khẩu là đã làm được rồi. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo là phiên bản sedan i10 số tự động, bản đủ, full kịch đồ 1.2, màu trắng ngọc trinh. Mời khách hàng ngắm quanh xe và đi vòng quanh xe một vòng xung quanh. Bản đủ thì đã có xi nhan trên gương và hệ thống vô lăng tích hợp, màn hình cam lùi, 2 khóa khiển theo xe, cửa bấm bằng vân tay và la răng đúc. Bộ lốp còn đẹp zin nguyên cả dàn. Gia chủ mới đi có chuẩn luôn 4 vạn, không sai km nào. Nếu sai tặng thêm khách hàng thêm 20 triệu và bảo hành cho khách hàng một chất lượng về máy móc là 1 năm và cam kết luôn không đâm va ngập nước. Nếu sai hoàn đủ lại 100% tiền và tặng thêm 20 triệu đồng những khách hàng ra về. Và chiếc xe này đang được chào bán giá rất chi là êm thôi. Chiếc xe này trong Tết phải bán 390 triệu. Và ngoài Tết rồi thì bây giờ chiếc xe này rất chi là giá đẹp cho khách hàng yêu, đó là 370 triệu đồng thôi. Quý vị đã sở hữu ngay chiếc xe trên. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng, chỉ cần có 120 triệu đồng là khách hàng đã mua được xe. Và thủ tục rất nhanh gọn, 3 ngày khách hàng nhận được xe. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe nhập khẩu đến từ đất nước Ấn Độ, bản đủ full kịch đồ 2017, bản nhập khẩu nguyên chiếc cả cái. Nguyên một chiếc xe cũng rất chi là siêu hiếm tại thị trường Hà Nội. Bởi vì những chiếc xe mà được tuyển chọn và những chiếc xe gia đình là một chủ từ đầu, sử dụng từ đầu, giữ gìn rất cẩn thận, cam kết luôn không kinh doanh, không dịch vụ, không taxi. Chiếc xe của một chị chủ nữ, thí chủ Hà Nội, chỉ sử dụng đi gia đình thôi, chạy chuẩn hơn 6 vạn, sai km nào tặng ngay khách hàng thêm 20 triệu đồng. Đã có bản đủ full kịch đồ, đã có xi nhan trên gương, tích hợp trên vô lăng, màn hình Android theo xe và cửa bấm bằng vân tay. Màu này là màu bạc ánh kim. Bản đủ full kịch đồ, cả dàn lốp đẹp nguyên zin cả dàn, cam kết luôn không đâm va ngập nước. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là 320 triệu đồng. Xem xe vẫn còn có thương lượng. Và chiếc xe này có bán hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập gì cả, chỉ cần trong vòng 3 ngày thôi là đã hoàn tất thủ tục cho khách hàng sang tên chính chủ cho người mua. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe rất chi là hot hòn hot. Một chiếc xe một chủ từ đầu sử dụng, phiên bản 2019, bản đủ full kịch đồ, bản hatchback là bản một đầu. Chiếc xe này đã có xi nhan trên gương, tích hợp trên vô lăng, màn hình Android, cam lùi và la răng đúc. Lốp đi theo là nguyên zin cả dàn. Chạy là order mới có 2 vạn thôi, một gia chủ chạy còn rất là mới. Nhưng gia chủ chỉ chơi Tết xong, gia chủ lại lên đời là mua sang dòng xe phân khúc lớn hơn, cho nên gia chủ sẽ nhượng lại và bán lại chiếc xe này. Tên tư nhân một chủ từ đầu, bảo hành cam kết luôn không đâm va ngập nước, máy zin 100%. Và một chiếc xe màu trắng ngọc trinh này rất chi là bắt mắt và gây ấn tượng với những giới bạn trẻ, đang rất chi là hot luôn. Chiếc xe này đang chào bán với giá là 396 triệu đồng. Đã được một chiếc xe siêu lướt, chạy chỉ mới có 2 vạn thôi, còn rất chi là mới luôn, nội thất trong ngoài còn thơm mùi mới. Các bạn ngắm qua cái nội thất, phần khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Chỉ với giá 296 triệu đồng, khách hàng đừng quên bấm vào nút phía bên phải màu đỏ của màn hình để theo dõi kênh của Thanh Thanh, và đồng thời là gọi điện hoặc alo cho Zalo là 0362898989 và hãy đến với địa chỉ Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôi, để sở hữu về những chiếc xe chất lượng cao. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe phiên bản đến từ đất nước Hàn Quốc, phiên bản 1.25, phiên bản số sàn, động cơ 4 máy, màu trắng ngọc trinh, biển Hà Nội, tư nhân một chủ từ đầu, đã có la răng đúc, màn hình cam lùi và hệ thống đèn led siêu sáng. Chiếc xe này mới order có 2 vạn thôi và được chào bán với giá bán là 290 triệu đồng. 290 triệu đồng là quý vị và các bạn đã sở hữu một chiếc xe mới tinh luôn, siêu lướt. Kiểu dáng này thì là kiểu dáng mà Hàn Quốc, các bạn biết là đất nước Hàn Quốc cũng như con người của Hàn Quốc và tất cả các đồ đạc của Hàn Quốc thì cực kỳ là yêu luôn. Mời các bạn ngắm qua cái phần nội thất và bên trong của chiếc xe. Nội thất sơn si sạch đẹp, Nguyên bản, nguyên form, nguyên dáng của nhà sản xuất, không sai lệch một chút gì. Màn hình Android. Ghế không một vết xước, vết bẩn. Gia chủ giữ gìn rất chi là cẩn thận, tư nhân, chính chủ mà một chủ từ đầu đang đi tìm chủ nhân thứ hai. Chỉ với giá 290 triệu đồng thôi. Là đã sở hữu được một chiếc xe. Và chiếc xe này thì bên mình là khách đã đặt cọc rồi, đang làm thủ tục ngân hàng cho khách hàng. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe tên rất chi là hot. Đó là một chiếc xe Xpander. Chiếc xe Xpander tất cả các linh phụ kiện nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này các bạn biết dòng Mitsubishi, máy của Mitsubishi thì cực kỳ là bền rồi, và một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra được thị trường Việt Nam rất tin dùng và ưa chuộng. Màu này màu bạc ánh kim, cực kỳ là đẹp luôn. Phiên bản 2019 order mới có 2 vạn hơn một chút thôi. Đấy, dải đèn LED để tạo lên điểm nhấn cái phần viền quanh xe. Mạ chrome. Hết một trải dài mấy hàng mạ chrome và có biểu tượng của hãng Mitsubishi. Một cái tên Mitsubishi và phần động cơ của nó đến từ đất nước Nhật Bản thì các bạn biết rồi. Đi những cái xe mà của máy của Nhật ấy, thì các bạn thấy là đỉnh cao chất lượng của dòng ô tô, gần như là chưa có đối thủ. Chiếc vành, các bạn nhìn theo chiếc vành thiết kế rất chi là đẹp luôn. Chiếc vành 16 chấu 16 in. Và xi nhan trên gương. Mời khách hàng ngắm theo cái nội thất và chi tiết bên trong của chiếc xe rất chi là yêu. Cái chiếc xe này, ưu điểm của chiếc xe này các bạn có thể đi gia đình hoặc các bạn làm kinh doanh cũng rất chi là ok. Nội thất bên trong rất chi là đẹp luôn, đầy đủ start, stop, vô lăng tích hợp và đã có màn hình cam lùi. Phiên bản số tự động, động cơ có 1.5 thôi, đi rất chi là tiết kiệm nhiên liệu cho gia đình của bạn cũng như nếu như làm kinh doanh. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng, một phân khúc gần giống như chỉ sau SUV một chút thôi, mà nhìn chiếc xe thoạt nhìn cái tưởng là phân khúc SUV. Và chiếc xe này đang chào bán với giá cực kỳ là giá giật mình. Gia chủ trước đây phải bỏ ra với số tiền là 750 triệu cũng có thể mua được chiếc xe này. Như hiện tại chiếc xe này chào bán còn với giá là 585 triệu đồng. Khách hàng hãy bốc máy gọi ngay ở Thanh Thanh để có được giá tốt nhất và hỗ trợ cùng với tư vấn. Và mời khách hàng hãy đến đây để được lái thử những chiếc xe bên cửa hàng có, và trải nghiệm những cái chiếc xe của bên Auto Thanh Thanh miễn phí và nhiệt tình tư vấn cho khách hàng. Từ khách hàng mua trả thẳng hoặc trả góp. Hiện tại Thanh Thanh còn khoảng 15 chiếc xe đang trên đường về, như dòng Vios, Innova hay những cái dòng CX5, Tucson hay Fortuner. Các bạn có nhu cầu mua bán hoặc tư vấn về ô tô cũ đã qua sử dụng thì hãy điện ngay cho Thanh Thanh 0362 89 89 89, Zalo và 091 557 66 88, và hãy đến với địa chỉ Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn, để tự tay các bạn được tận hưởng sờ vào những chiếc xe cũng như được lái thử và trải nghiệm thử miễn phí hoàn toàn và được tư vấn nhiệt tình chu đáo. Ngoài ra coi như là hỗ trợ các bạn tất tần tật về vấn đề mọi thủ tục. Cảm ơn khách hàng yêu quý cả nước và hẹn gặp lại khách hàng trong những chương trình livestream và tạm biệt và hẹn gặp lại.